Xin chào mọi người, mình là nhân viên kinh doanh xe Hyundai Tái. Hiện mình đang quay cho các bạn xem hai chiếc Hyundai N250SL đời 2020 mới được đưa về công ty mình. Chiếc xe Hyundai N250SL này có tải trọng là 2 tấn rưỡi và tổng tải trọng nó lên đến 4 tấn 995. Có thể hạ tải xuống 1 tấn 9 để có thể lưu thông vào khu vực thành phố. Chiếc xe Hyundai này được nhập 3 cục từ Hàn Quốc về Việt Nam và được nhà máy Hyundai thành công lắp ráp. Như các bạn sẽ không biết nhập khẩu 3 cục là gì, và mình sẽ nói cho các bạn biết về 3 cục này, đó là cabin, cục máy và chassis. Về phía cần cabin, mình sẽ quay cho các bạn xem. Và đây là nội thất bên trong. Về phía cục máy, đây, cục máy này đều sử dụng động cơ D4CB, có turbo tăng áp, sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Và hiện nay chiếc xe đời 2019 và 2020 có kích thước và màu mã nó rất là giống nhau. Và để mình sẽ phân biệt cho các bạn xem cái sự khác biệt đó. Và sự khác biệt đó được thể hiện trên khung xe. Tính từ trái sang phải theo vị trí số 10. Về chữ L này, L này được biểu hiện cho xe đời 2020. Và chữ K là biểu hiện cho đời xe 2019. Chiếc xe Hyundai N250SL này có thể thiết kế thùng theo yêu cầu của khách hàng và có thể đặt thùng tiêu chuẩn. Và màu chủ đạo của bên mình là màu trắng và màu xanh. Và đây là phần video kết thúc của mình. Mời các bạn.